Dạ các bác nha. Hôm nay là khi mới lô hàng rồi. Mới lô hàng mới về đấy. Đấy, tiếp tục lại khui hàng cho các bác xem. Vẫn là chuyên mục là Pháp Lan rồi các bạn. Vẫn là chuyên mục Pháp Lan rồi. Xem đây là cái gì. Vẫn là chuyên mục này. Đây là một bộ ấm chén đó ạ. Đây là một bộ ấm chén bằng Pháp Lan luôn. Rất là đẹp. Bác nào sưu tầm bộ này về để bày decor thì đẹp lắm nha. Rất là đẹp luôn. Đấy. Một bộ của nó luôn. Chỉ có 4 chén và 1 ấm thôi. Dày dặn nha các bạn nha. Nặng phết đấy, cầm nặng phết. Đấy. Đấy. Đĩa nó này rồi. Đẹp không? Tuyệt vời, đường trước đường sau. Một, hai, ba, bốn, năm. Đấy con nha. Bộ anh này rất là đẹp. Đây, hàng hiếm có khó tìm ấy. Trong cái thùng to to thì là có một cái thùng nhỏ nhỏ. Cẩn thận quá, ôi mà đóng. Đóng cẩn thận quá. Đây to à, một hộp. Một hộp Sipo, à một cái bình Sipo đúng không ạ. Bình Sipo khá đẹp. Tương đối đẹp. Ship bầu bồ bông hoa đẹp quá. Cái tầm mới. Mới mang hết đầy đủ. Rất đẹp luôn. Rất tuyệt vời luôn. Cùi cái đống này nhá. Cùi cái đống này. Cùi cái đống này nhá. Đây, cùi cái bình này trước này. Chúng ta làm chuyện các bạn này. Mở cho các bạn xem này. Xem này.
là nguyên luôn. Bình rất là cao các bạn. Đây, nó gồm cả chân đế luôn. Đấy. Rất là cao và nặng. Nó gồm cả chân đế luôn. Hàng vẫn còn trong hộp. Đấy các bạn. Hàng trong hộp luôn. Hộp có đây. Đấy, hai chục bình xịn xò đéo đấy để. Đẹp cực bao nhiêu này, đẹp dã man luôn, hàng to hàng chất lượng, vẫn còn tem ở dưới đây. Hàng mới đét lên đẹp, còn tem ở dưới. Sợ thật, lô hàng này khủng. Đây qua này, đây là hai bình này. Cũng như thế luôn. Đẹp luôn. Các bác nhìn cái hộp này. Hộp đó ngày xưa. Hộp ngày xưa ấy. Nó cũ như này, hàng tồn trong kho này. Xua. Đây, các bác xem. Đóng này qua nhìn đóng đóng này này bán được tiếp. Xem này đẹp không, một cái màu xanh, một cái màu vàng vậy, nó đẹp đi à, hiếm ấy. Khu tiếp lại một cặp nữa nha. Tồn kho bò được trong kho à, mấy bộ này. Kính mời các bác xem, kính mời các bác xem. Đồ này to vãi đái luôn đấy, xem đây thì to đấy, rất là to. Hai này tìm to, hai bình quá to luôn, gọi là xuất sắc luôn rồi. Chân đế đầy đủ nhá, chân thiết đầy đủ. Thả mùi cưa lên gì.
To chưa? Có thấy khủng khiếp không? Đôi này khủng khiếp không? Đấy, nó nhìn cao to chưa? Đẹp chưa? Một đôi này. Con này kích thước rồi. Cả chân đấy là 30 luôn. 30 đó. Cao. Cao to đẹp dai, một đôi như này nhá, hàng rất là hiếm luôn. Tìm đấy, khó tìm. Ông em để đây nhá. Tiếp tục. Tiếp tục. Dạ, tiếp tục. Toàn pháp làm, đó là em quấn anh hàng toàn pháp làm. Để nó bay vẫn nguyên hồ cả hàng nó để quá lâu rồi, mấy cái bìa bìa nó bị bổn bổn rồi. Làm bằng gỗ ngày xưa là gỗ. Toàn hàng gọi là hàng đăng đối đôi và hàng tuyển đồ mới cưng cứng cưng để kho lâu lắm. Đấy, các bạn nhìn này. Một đôi này đẹp quá, màu đỏ này. Tiếp tục nha. Đẹp quá. Đôi này nó là cái đỉnh luôn. Đỉnh luôn các bạn. Chứ bình đẹp quá. Hoa đào. Màu lại màu lạ lạ đấy chứ. Màu lạ, màu độc lạ. Chưa gặp bao giờ. Chim nữa rồi, chim nữa. Chim hoa đẹp thế, long lanh những giọt sương. Đôi này còn cao to nữa. Đôi này cũng 30 các bạn, cả chân đế 30, cao to đẹp xuất sắc. Còn một thùng nữa. Khui lốt nào. Đây là chuyện cuối cùng là em khui nhá. Xem là cái gì nào.
quay đây nào, quay đây nào, quay đây nào. Ôi giời ơi, chiếc bình này đẹp đấy. Vừa đâu cũng là hàng xuất con bà sắc. Ôi giời ơi, chiếc bình củ tỏi đẹp quá, dáng đẹp, quay đào quá, đẹp thế. Đây cho các bác xem. Ê, có hai anh đào màu trắng đẹp quá nhỉ. Con là con bướm này, quay con bướm này, con bướm đây. Toàn bình đang đối các bác nhá, toàn bình một đôi cả, chơi cả lô nhà ông đồng chí này luôn. Đồng chí này có bao nhiêu pháp ra mua hết rồi đấy. Mời các bác xem, hôm nay là toàn bộ sản phẩm pháp lam em vừa tui đây, toàn bình đôi này. Đẹp đây, đầu tiên bình này bốn chén này, đôi bình này rất là đẹp này, màu này đẹp này. Xong rồi đôi này, người ta mấy đôi này này đấy. Thôi, video của em đến đây là kết thúc các bác nhá. Hẹn gặp bạn các bác vào video tiếp theo nhá. Em chào các bác.